Hiện cả nước có 13 phòng kiểm nghiệm cấp trung ương đủ năng lực đáp ứng công tác kiểm nghiệm cơ bản, đơn cử như việc kiểm nghiệm chất melamin trong sữa, phẩm màu melachit green trong cốm, chất tạo đục DHP trong thạch. Tuy nhiên, năng lực của các phòng kiểm nghiệm còn không đồng đều và mới chỉ có duy nhất một đơn vị đạt tiêu chuẩn của khu vực. Đặc biệt, do trang thiết bị chưa có nhiều cải tiến, nên hầu như các phòng kiểm nghiệm ở nước ta chưa có sự chuyên sâu. Trong khi đó, ở các nước tiên tiến trong khu vực như Singapore, Indonesia, Thái Lan, các phòng kiểm nghiệm có sự phân tách rõ rệt theo các đối tượng cụ thể như phòng kiểm nghiệm về hóa chất, phụ gia, phòng kiểm nghiệm kim loại nặng, vi lượng, phòng kiểm nghiệm thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phòng kiểm nghiệm độc tố vi nấm và vi sinh vật thực phẩm. Vì vậy, kết quả kiểm nghiệm ở nước ta thường có chậm, đặc biệt là kết quả định tính, mức độ chính xác cũng không tuyệt đối, dẫn tới chưa được quốc tế công nhận.